Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Tốt Xa Hoa và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong ngày. Cùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng, Địch Lệ Nhiệt Bà và Vin Bằng Niên là cặp bạn thân tài sắc được ngưỡng mộ nhất nhì của showbiz. Mới đây thì trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến mối quan hệ thật sự của đôi bạn thân Nhiệt Bà và Bằng Niên. Theo đó thì nguồn tin cho biết phía Nhiệt Bà hiện rất ghét Bằng Niên bởi nữ chính Trúc Khánh Hảo cọ nhiệt quá lố, không xem ai ra gì do có kim chủ chống lưng. Cụ thể thì blogger chỉ ra rằng phía Địch Lệ Nhiệt Bà vốn đã nhìn ra ý định xấu của Vin Bằng Niên ngay từ đầu, nhưng vì nghĩ tình xưa nên cô bỏ qua. Sau đó thì Vin Bằng Niên được nước lấn tới, lố nhất là khi cô công khai bình luận dưới bài đăng của Nhiệt Bà về việc xem ngự giao ký đến 4 giờ sáng. Trùng hợp là hôm sau tên tuổi của cô cùng bộ phim sắp lên sóng thời điểm đó là Trúc Khánh Hảo được bàn tán rầm rộ khắp các diễn đàn. Thậm chí blogger còn tiết lộ Vin Bằng Niên thật sự có kim chủ đứng sau lo liệu, nên từ xưa đến nay các diễn viên tuyến 1 bị cô cọ nhiệt không ai dám lên tiếng. Người này cho rằng nếu không có chỗ dựa thì Vin Bằng Niên sẽ sớm bị những người liên quan xử lý. Dù thông tin trên chưa được xác minh nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Phần đông công chúng cho rằng thông tin mà blogger đề cập là vô lý, bởi Nhiệt Bà và Bằng Niên là bạn rất thân, cả hai thậm chí còn ở chung phòng ký túc xá thời đại học, cộng thêm việc cộng đồng mạng vừa đào lại bằng chứng cả hai giữ vòng tay đôi suốt 10 năm qua. Mặt khác, nếu Vin Bằng Niên thật sự có kim chủ chống lưng, sự nghiệp của cô không phải chật vật như hiện tại. Bên cạnh đó thì một vài khán giả cho biết nếu Vin Bằng Niên thật sự có ý xấu với bạn thân Nhiệt Bà, sau này cô phải trả giá đắt bằng sự quay lưng của công chúng và đồng nghiệp trong giới. Có thể nói Vin Bằng Niên đã cố gắng rất nhiều bằng chính thực lực của mình để lấy được thiện cảm của khán giả trong Trúc Khánh Hảo. Về phía Nhiệt Bà, cô cũng ghi điểm với vai nữ chính trong Ngự Giao Ký đóng cùng Nhậm Giao Luân. Hai nữ diễn viên căn bản là tài sắc vẹn toàn, nếu kết hợp cùng nhau trong một dự án sẽ dễ tạo nên bom tấn mới. Mong rằng những tin đồn thất thiệt trên không làm ảnh hưởng đến tình bạn của Nhiệt Bà và Bằng Niên. Ngoài ra thì mới đây mỹ nhân Tân Cương đã khiến khán giả bất ngờ với loạt ảnh selfie, nhưng điểm gây chú ý lại chính là tạo hình có phần khác lạ của nữ diễn viên. Loạt ảnh của mỹ nhân Tân Cương khiến khán giả ngơ ngác vì không biết người trong ảnh có phải chính chủ hay không. Không váy vóc tóc tai cầu kỳ, mỹ nhân 9X trông cực ngầu với mái tóc ngắn, đặc biệt nàng Kỳ Vân Hoa còn kết hợp cùng chiếc mũ lưỡi chai màu xanh đậm chất đường phố. Không ít netizen đã để lại bình luận khen ngợi về những hình ảnh selfie của Địch Lệ Nhiệt Bà. Ngay sau đó thì người hâm mộ cũng nhận ra những hình ảnh mới của Địch Lệ Nhiệt Bà hao hao tạo hình hồ ly trong Ngự Giao Ký. Tuy nhiên thì khác với sự yêu thích với loạt ảnh selfie lần này, trước đó tạo hình tóc ngắn trong Ngự Giao Ký của nữ diễn viên từng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Đây không phải lần đầu tiên hình ảnh đời thường của Địch Lệ Nhiệt Bà gây bão mạng xã hội, ảnh nữ diễn viên 9X thời cắp sách đến trường bất ngờ bị đào lại và được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Theo nhiều khán giả nhận xét, mỹ nhân Tân Cương đẹp trong trứng nước đẹp da. Ngay từ nhỏ thì mỹ nhân Tân Cương đã sở hữu gương mặt với những đường nét thanh thoát trước mũi trong truyền thuyết, kết hợp cùng với đôi mắt to tròn khiến nhan sắc của Nhiệt Bà đậm chất con gái Tân Cương. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Bà luôn nằm trong top những mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Không ngoa khi nói nữ diễn viên 9X có thể cân các tạo hình khác nhau, dù là tóc ngắn hay tóc dài, dù dịu dàng hay cá tính. Chúng mình là Tốt Xa Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!